Cát Tường lộ diện hậu gục bên đường giữa trời Tây, liều mình làm điều không tưởng. Hình ảnh Cát Tường bị trúng gió độc khi đi du lịch tại Úc mới đây làm nhiều khán giả lo lắng. Sau đó không lâu, Cát Tường đã thông báo tình hình sức khỏe hiện tại, cô còn đăng tải những khoảnh khắc gây chú ý. Vừa qua, MC nghệ sĩ ưu tú Cát Tường khiến khán giả và người hâm mộ lo lắng khi thông tin cô gặp vấn đề về sức khỏe khi đang ở nước ngoài. Cô chia sẻ mình không may bị trúng gió và được người thân cạo gió để thải độc tố trong cơ thể ra ngoài. Bên dưới bài viết của Cát Tường, không ít người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ Việt Nam bày tỏ nỗi lo lắng cho bà mối bà muốn hẹn hò. Nhiều người đã gửi lời hỏi thăm tình hình sức khỏe của nữ nghệ sĩ và mong Cát Tường sớm ổn định tinh thần lấy lại sức khỏe. Một số khác lại khuyên Cát Tường không nên cạo gió ngoài trời vì dễ bị đột quỵ. Tuy nhiên, hầu như ai cũng đều lo lắng cho Cát Tường. Theo chia sẻ dưới phần bình luận, sau khi gặp biến, sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã ổn định. Cô gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã thăm hỏi mình. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường cũng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, lạc quan như một động thái thông báo sức khỏe đã được cải thiện, trấn an các fan. Trên trang cá nhân của mình, dù vừa gặp biến sức khỏe nhưng Cát Tường cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần và sức khỏe. Nữ MC còn đăng tải loạt hình ảnh đi tàu ra biển lặn ngắm san hô cùng gia đình. Nhiều khán giả cũng nhắn nhủ đến nữ MC chú ý sức khỏe sau sự cố nguy hiểm vừa qua. Được biết, sau thời gian dài tham gia nhiều chương trình và các dự án của bản thân, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường vừa tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch nước ngoài cùng gia đình để nạp lại năng lượng. Theo đó, cô đang cùng bố mẹ sang Úc để nghỉ dưỡng và thăm con gái Na Uy. Trước đó, trong buổi phỏng vấn với truyền thông, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường cho biết lý do khiến cô thường xuyên đi du lịch là vừa kết hợp công việc cá nhân vừa thăm người thân. Tôi vừa trở về từ Úc, nhiều người thấy tôi đi đây đi đó, cứ ngỡ tôi đi chơi nhưng không phải, tôi đi kết hợp với công việc. Tôi vừa đi du lịch vừa thăm con gái Tường An, vừa quay nội dung cho kênh YouTube của mình. Bây giờ người người nhà nhà làm talk show nên cũng không được như xưa, vì thế tôi quyết định đi đây đi đó, một phần công việc, phần khác để lưu lại để sau này về già xem lại. Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường chia sẻ. Nói về việc tương lai sẽ sang Úc để định cư với con gái, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường cho rằng mục đích lớn nhất là lo cho con gái ổn định ở Úc, còn bản thân Cát Tường vẫn chưa nghĩ đến. Cô trải lòng, tiếng Anh thì không trôi chảy, lái xe chưa biết, ở đây thì có bạn bè người thân, thế nên cuộc sống ở nước ngoài tôi cảm nhận không phù hợp với tôi. Vì vậy, với hiện tại tôi vẫn muốn ở Việt Nam, còn tương lai nếu lấy ai ở nước ngoài thì chưa biết. Nói về con gái Cát Tường, Na Uy tên thật Nguyễn Cát Tường An là con gái duy nhất của nghệ sĩ Cát Tường, sinh năm 2002, hiện là du học sinh ngành quản trị kinh doanh tại Úc. Cô được Cát Tường cho đi du học từ năm 15 tuổi, thỉnh thoảng về nước thăm mẹ và ông bà vào một số dịp đặc biệt. Cát Tường từng cho biết tính đến hiện tại đã là mẹ đơn thân hơn 21 năm. Với cô, nỗi đau nào cũng sẽ qua và hiện không có nuối tiếc gì với quá khứ. Đã luôn sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới, tươi sáng và ấm áp. Nữ MC từng chia sẻ về tiêu chí chọn bạn trai, cần một người có chút ngoại hình, hợp tâm lý và tính cách của mình để có thể cùng trò chuyện với nhau. Về độ tuổi thì có thể dao động từ 35 đến 45 là phù hợp. Cát Tường được biết đến là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Ngoài ra, cô cũng lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như ca hát, làm MC cho nhiều chương trình có lượng theo dõi khá lớn và được nhiều người yêu mến. Đặc biệt, cô nổi tiếng với danh xưng bà mối quốc dân khi dẫn dắt nhiều chương trình ghép đôi như Bạn Muốn Hẹn Hò, Hẹn Ăn Trưa. Hiện tại dù ở độ tuổi 45, cô vẫn duy trì được sức hút mãnh liệt, sắc vóc được khen ngợi ngày một thăng hạng và đang có cho mình một cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.